bao nhiêu niềm nhớ. Áo trắng bây giờ còn thẹn thùng bắt bướm cùng anh. Miền Tây má đỏ tóc quê em gái quê sớm trưa trên đồng. Non lá nghiêng nghiêng hoài sao thấy được mặt nàng. Sông nước cua chèo xuồng miền Tây mênh mông làng nước. Con gái đưa đò đẹp rạng người chiếc áo ba ba. Cầu tre lắng lẽo khó đi em gái ơi giúp anh qua đò. Nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. Lúc bình trôi đến nơi phương trời, cuộc đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp long đồng. Về miền Tây đợi chờ anh. Cửa Nguyên Tổ Audio Nhật Bãi tuyển chọn xin kính chào tất cả quý các bạn đam mê audio trên mọi miền đất nước ạ. Rất vui mừng khi lại đầu cả các bác trong chương trình thông báo hàng về giới thiệu sản phẩm và test chức năng hoạt động sản phẩm của cửa hàng em hôm nay. Trước mắt quý vị các bạn thì em đã trưng bày ra sẵn dàn Victor nhé. Model của nó là OX-17 là phân khúc đời cao của bản hãng Victor nhé. Em này được hội tụ rất là nhiều tính năng đặc biệt. Đặc biệt nhất là bộ dàn tích hợp với cả đôi loa theo đúng model của dàn QD7, loa thiết kế 3 đường tiếng, một bát, một chung và một chép nhá, mang lại chất âm rất là hay ạ. Loa còn rất là đẹp nha các bạn nhá. Gân cao su thế nên là mang lại tiếng bát rất là lực ạ. Tất cả còn zin hết ạ. Loa là đầy đủ e căng nha các bác nhá, e căng còn rất là đẹp các bác ạ. Con này bãi về thì các chức năng, tất cả các chức năng vẫn hoạt động bình thường ạ. Em sẽ test chức năng của đĩa CD nhá. Con này thì cũng thừa hưởng được cái tính năng đặc biệt của dàn USB-500 mà bên em hay bán ạ. Là đèn nét ở cửa đĩa rất là đẹp nhé các bác nhé. Đặc biệt là có thể đổi được rất là nhiều màu ạ. Em test chức năng của CD này. Con này chạy được cả đĩa DVD nhé. Đấy. DVD là xuất được cả hình, có cả ngõ xuất hình ở phía sau các bác ạ. Rồi. CD đọc đĩa ok nhé. Nhận đĩa rất nhanh ạ. Không kén một đĩa nào ạ. Em xin test mở bài số 2. Giờ em sẽ lách bài thật xa nhé. Để test đĩa nhé. Test bài số 10 này. Đấy. Em chỉ buông tay thôi là đĩa là ok luôn rồi. Sau đây em sẽ test chức năng của đĩa MD nhé. MD đây ạ. Các bạn ấn nút MD ở đây cho em. Rồi, mở đây đọc ok luôn nhé. Và bài số 2. Đấy. Mở đây ok, bây giờ em sẽ test tính năng là radio này. vẫn là con này là FM tần số 108 thế nên là có thể bắt tất cả các đài trên lãnh thổ Việt Nam nhé các bác nhé. Album đầu tiên thêm nữa là con này là đặc biệt là có tính năng là giải mã tổng quang optical từ smart TV xuống ạ. Các bác cũng ấn nút này cho em và chuyển sang AUX digital này nhá. Có ngõ kết nối cổng quang ở phía sau ạ. Em đã chụp ảnh rồi. Đấy, đây là kết nối điện thoại này. Ngoài ra em này có thể chỉnh được rất là nhiều màu sắc nhé. Đây ạ. Đấy. Màu đỏ ạ. Rất là nhiều màu nhé các bác nhé. Chuyện đời sau đang vẫn vương
Thôi để không làm mất thời gian của các bác, mọi thông tin mua hàng các bạn liên hệ số điện thoại trên tâm biển 0981150665. Bác nào gần có đến xem hàng giao lưu em địa chỉ phố Lối thị xã Mỹ Hà Hưng Yên ạ. Sao thôi đành vùi chôn quả lấp chưa.